rồi nhà mệt quá đi mất, làm lo công như thế này hơi khổ ghê chứ. Ồ, cậu trông có vẻ làm việc chăm chỉ quá nhỉ? À vâng, không có gì đâu, thưa ngài tổng quay lệnh, đây chỉ là công việc bình thường của tôi thôi mà. Tôi đang nghĩ đến việc thăng chức của cậu đây. Cậu xứng đáng làm gì đó, trước đến giờ là cậu giúp cho tổ chức SCP rất là nhiều rồi. Hả? Ngài nói thật chứ, tôi sẽ thăng chức à? Yes, tôi thăng chức rồi, tôi là tiến sĩ hay là gì? Tôi sẽ là người bảo vệ công trình thế giới à? Hay là gì vậy? Ừ, tôi không mất quên đi mất. Ừ, đúng thế, nhưng với một điều kiện. Yeah, nhưng với một điều kiện, hả? Cái gì? Ngài đi cơ, với một điều kiện à? Vậy điều kiện đó là gì? Tôi phải làm sao để thăng chức đây? Thì hình như tôi đã biết á, lần trước á là tôi đã nhờ cậu về tương lai, đúng không? Bây giờ á là tôi muốn nhờ cậu trở về quá khứ. Hả? Quá khứ ư? Nhưng mà về quá khứ là làm gì? Và nó là năm bao nhiêu? Lúc đó là tổ chức SCP thế nào rồi? Cậu sẽ trở về thời quá khứ SCP năm 1980. Lúc đó là ta khoảng 30 tuổi thì phải, ta cũng không nhớ nữa. Nhiệm vụ lần này của cậu á là đem những tài liệu tổ chức SCP lần này á về quá khứ để cho họ đọc. Và họ sẽ tìm hiểu cách bắt SCP trước, hiểu chưa hả? Ở từ từ, khoan đã, cái tài liệu đâu rồi nhỉ? Từ từ để xem nào. Đây rồi. Được rồi, đây của cậu này nha Kỳ. Cái tài liệu này á, ý ngài nói là tôi sẽ đưa cái tài liệu này về quá khứ đưa cho ông tổng mới lệnh nữa kia. Đúng đấy, và khi trở về quá khứ, cậu sẽ phải thông báo với ông ta một số thứ về những trong cái cuốn sổ đó. Và cậu yên tâm đi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến quá khứ đâu. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi đi đây thưa ngài tổng mới lệnh. Bây giờ chắc là tôi sẽ sử dụng cái cổ máy thời gian của chú Zulu cho tiện ha. Hello chú Zulu ơi, cho cháu mượn con máy thời gian của chú nha. Cháu cần đến quá khứ. Hả? Cháu cần đến quá khứ là sao? Không được, cháu định lập bài trò gì à? Không phải đâu ạ, không phải đâu. Là ngài tổng mới lệnh là nhờ cháu nè, mang con sách này về quá khứ để đưa cho ngài tổng mới lệnh ở quá khứ nữa, để chuẩn bị giao lưu các thứ. Ta hiểu rồi, được rồi, cháu cứ tự do xài đi. Chúc cháu thăng chức thành công nhé. Cháu xin cảm ơn chú ạ. Rồi, cháu đi đây. Được rồi, mình há hức trở về quá khứ lắm rồi, không biết là ở đó cái gì nữa. Đi nào. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Mình là Rocky đây, thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft SCP ngoại truyện tập thứ 41. 41 thì hôm nay là mình sẽ được thăng chức bạn ơi. Nếu như mình trở về quá khứ và hoàn thành nhiệm vụ, thì mình sẽ đưa cho ông ta cái này nè, đó, một cuốn sách. Thì trong đó là cái gì ở trong mình không biết nữa, chắc là một cái tài liệu gì đó SCP á. Bây giờ á, muốn trở về quá khứ là mình cần phải có đồ gì đó liên quan đến quá khứ, giờ không có gì là sao? À, mình nghĩ ra rồi bởi bây giờ là ngài tổng tôi lệnh á, có một cái thứ gì đó, ông nói là ông làm ở đây cách đây 30 năm không bạn, mình sẽ đến đó và mình sẽ xin cái món đồ của ngài tổng tôi lệnh. Rồi, ngài tổng tôi lệnh ơi, cho tôi xin cái món gì của ông là từ ngày xưa đi. Ngày xưa hả, ta không có gì hết. Để xem, ta có cái quần nè, mày cầm lấy cái quần đi. Hả, tôi cầm lấy cái quần làm gì? Đâu, cái quần đâu, trời đất. Trời ơi, cái quần cũ xì và ghê quá, quần không giặt nè, mấy năm không giặt rồi. Đây là quần gì vậy anh tổng mới lệnh? Ngày xưa là lúc ta làm việc ở đó là ta hay mặc quần này nè, ngươi cầm lấy đi. Đây là quần của ngài tổng mới lệnh nè bà ơi. Bây giờ là mình sẽ cầm cái quần này và trở về quá khứ. Nói chung có một thứ liên quan đến ngài tổng mới lệnh là mình có thể trở về quá khứ rồi. Để xem. Đây là bỏ vô đây nè. Đây là cái khinh nam của mấy thời gian của chú Zulu á, bỏ vô đây. Bập rồi. Bây giờ hãy cho tôi trở về quá khứ năm 1980 đi. Lúc này là tổ chức SCP còn mới đúng không? Ok, vào nào. Hey, đến chưa? Hả? Đến chưa? Để xem. Sao nhìn vẫn như cũ vậy bạn? Đúng rồi bạn, nhìn nè. Ở đây á, nhìn khá là mới bạn, kiểu như là màu sơn còn mới. Chắc có lẽ là tổ chức này còn mới nè bạn, để xem nào. Trước ngày xưa hay sao? Ôi cái gì đây? Sao để một đống thùng rượu gì đây? Hả? Anh coi. Cứ mỗi tháng á là chúng tôi lại bị ngài tổng lên lệnh bắt mua mấy cái thùng bia này về cho ổng uống. Suốt ngày nghiện rượu với cả bia, chán thật đấy. Tôi đang ngồi sắp xếp lại mấy cái thùng bia đây. Vậy là cái ông tổng lên lệnh hồi quá khứ các bạn là ông ta rất là nghiện rượu bạn ơi. Không biết ông ta là ai nhỉ? Còn các anh tiến sĩ này anh có nói gì đây? Xin hãy hành xử cho đúng. Nếu không là ngài tổng quay lệnh nổi điên đấy, ông ta rất nổi tiếng độc tài mà. Xin chào, cậu có vẻ như là người lạ ở đây. Tôi là người lạ ở đây. Vậy là ở đây mọi người rất là sợ ngài tổng quay lệnh bởi. Thì không biết tổng quay lệnh ngày xưa như thế nào mà mọi người khá là sợ. Chẳng bù với tổng quay lệnh bây giờ khá là hiền nhưng mà nghiêm khắc. Để xem nào. Ngài tổng quay lệnh đâu? Bây giờ mình sẽ vào các bạn bây giờ. Ok, nghiêm chỉnh chưa? Mình đã nghiêm chỉnh rồi phải không? Ok, đi vào nha. Tôi sẽ vào đây. Hello. Ủa ôi,
phòng gì lạ vậy? Phòng này mang phong cách cổ xưa à? À, xin chào ngài tâm lệnh. Gì đây? Cậu lời, trông cậu có vẻ như không phải là người của thế giới này. Ồ, có vẻ như cậu là người đến từ tương lai để báo cáo cho tôi một số thông tin à? Ngài nói chính xác. Ôi, vậy đây là ngài Tống Quái Lợi nè. Trời ơi, ai đây? Nhìn nó có vẻ lạ vậy nhưng mà áo rất là khác à. Thì đây là cuốn sách thì ngài Tống Quái Lợi tương lai đã gửi cho ngài đây. Thì nó chắc là có chứa những cái thông tin gì về SCP tương lai á. Ngài đọc nó đi và ngài sẽ bổ sung thêm những cái tư liệu để có thể đối phó với những SCP. Được rồi, tôi có tài liệu rồi. Bây giờ cậu có thể tham quan tự do nhưng tuyệt đối không được phát chạm vào thứ gì, nếu không tôi sẽ bắt cậu ở đây vĩnh viễn và không thể tới vậy được. Trời ơi, ngài nói nghe ghê quá vậy. Tôi xin hứa là tôi sẽ không chạm vào thứ gì hết. Tổng hồi lại ngày xưa hạng ai cũng sợ bạn. Cũng may là mình sinh ra vào cái thời có ngài tổng lệnh Baldwin, ổng được kiểu như là ổng rất là hiền lành đúng không? Ông này dữ quá. Ok bây giờ mình sẽ gì đây? Nhà kho sao nhà kho nào? Ôi nhà kho có anh qua lau công lau dọn là cái gì đây? Baldwin 30 tuổi lau công á? Baldwin á? Baldwin. Không lẽ ông đây là tổng lệnh ngày xưa bạn? Ổng là lau công á? What the hell? Ngày xưa ổng là lau công á? Sao ổng thăng lên tổng lệnh hay vậy? Giờ xem nào. Tôi đang lau nhà. Chuyện anh ra ngoài cho. Để tôi hỏi anh phải câu cái nào. Khoan đã, cậu là ai thế? Tôi chưa thấy nhân viên nào như cậu. Tôi là người đến từ tương lai. Tôi đến đây để thông báo lại cho ngài tổng lệnh thôi à, không gì đâu. Tôi có mơ một ngày nào đó được làm tổng lệnh ở trước cái này. Thì ra bạn Baldwin đã có ước mơ từ lâu rồi. Tôi sẽ thay đổi mọi thứ, trở thành một người được mọi người yêu mến. Ban ngày tôi làm lao công, ban đêm tôi chỉ biết học hành. Wow, quả là thân tài bạn. Xuyệt, cậu đừng nói chuyện này cho ai nhé. Ngài tổng tư lệnh mà nghe được thì tôi chết mất. Ok, tôi hứa là tôi sẽ không nói chuyện ai đâu. Wow, ngài tổng tư lệnh nè. Ngày xưa trong này trai phết. Bây giờ đỡ rồi, giờ đầu hối rồi. Rồi bây giờ mình xin nhớ nha. La 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 la. Wow. Ôi bạn, giờ mới đi một cánh cửa nè. Ngày xưa xài cửa này à, cửa gỗ à. Giọng thế. Xem có gì không. SP lạ lùng quá bạn ơi, cái gì đây. Tiến sĩ nha, tiến sĩ gì đây. Cậu có thấy thằng nhóc ở dây đen ở đằng kia không? Đừng có khinh thường nó. Nó là ai? Thằng đó là ai vậy? Ông nó là ai? Nó trông vậy thôi chứ thông minh nhất ở đây đó. Ồ, vậy à? Như vậy sao? Mới 5 tuổi thôi, đã được làm tiến sĩ rồi, quá giỏi. 5 tuổi làm tiến sĩ á? Không thể nào. Nó giỏi về mọi thứ, toán, văn, lịch sử, khoa học, vật lý, hóa học. Trời ơi, nó còn giỏi hơn mình nữa bạn, 5 tuổi học giỏi nhiều thứ vậy. Một tài năng cho tương lai tổ chức SCP đấy. Wow, thì ra là thế, chào nhóc. Ui, nó cũng là người anime giống mình nè. Anh là ai mà anh trông rất là lạ? Hình như là anh đến từ thế giới khác chuyển đến đây à? Đúng thế, tôi là... Ok, nói chung tôi là người tương lai đi. Em hiện nay làm tiến sĩ ở trong tổ chức này. Công việc không dễ lắm nhưng em thấy rất là vui. Rất vui là lộn em với anh. Thật hiếm khi thấy một người Enderman ở tổ chức này. Wow, khoan đã, gì đây? Zolu Natsumi 5 tuổi. Zolu hả? Đây là chú Zolu à? Chú Zolu, what the hell? Chú Zolu đã được làm ở đây hồi 5 tuổi là bởi giỏi quá vậy. Công nhận bạn, quả không hổ danh là mọi người giỏi nhất tổ chức SCP mà. Wow. Zoku đó sumi ớ. Ông nội. Tôi đến đây để thăm con trai tôi. Cậu cũng là người anime à, xin chào. Tôi chào ngài. Ban đầu là tôi chỉ dẫn nó đến đây tham quan thôi. Nhưng mà sau này nó lại thích thú về đề tài khoa học. Cho nên nó đã học hỏi rất là nhiều và xin được vào tổ chức SCP. Wow. Ngài tổng quay lệnh thấy tài năng của nó nên đã tuyển vào đây làm tiến sĩ rồi. Tôi rất là tự hào về nó. Cậu trai đẻ ạ, cậu cũng có năng lực đấy. Biết đâu trong tương lai cậu sẽ thành công. Trời ơi, ông nói quá à. Ông nội ơi, thật là cảm động bạn. Ông nội hồi trẻ trông rất là đẹp trai mà. Hình như là ông này, ông nội mình ngày xưa là làm tổng thống thế giới này ấy bạn. Còn chú á bạn ơi, chú mình được làm tiến sĩ từ hồi 5 tuổi rồi. Trời ơi, ghen tị quá, chú rất là giỏi luôn á. Rồi để xem thế nào đây. Trong tương lai thì SCP, ui, trời ơi, công nhận SCP 173 cũng khá là lâu rồi đó. Thì là cánh cửa đó nè, ngày xưa xài cửa này không phải là cửa tự động mà. Trời ơi, SCP 590, chẳng biết nó là ai cả. SCP 953. Wow, cô ta đến đây từ xưa rồi á. Ok, xin chào cô SCP 953. Ta ghét chó, cái nơi chết tiệt này, ta ghét quá đi. Ta ghét nơi này, cút mau. Người mà nói chuyện với ta nữa là ta giết người đấy. Trời ơi, sao SCP 953 lại tức giận hả bạn? Ngày xưa cô ta có vẻ như là không có hiền như bây giờ bạn. Không biết là tại sao bây giờ cô ta lại hiền mà ngày xưa lại dữ thế. Hả?
tại sao ở đây có rất là nhiều chó ở đây? Đúng rồi, tổ chức SCP bạn, ngày xưa là người ta hay nuôi chó ở trong phòng SCP-953 này bạn, để cho cô ta hoảng sợ và tức giận nè. Trời ơi, hàng gì SCP-953 có ý định vượt ngục là thế này đây, sao ác thế, tự nhiên cho cô ta ở trong phòng với bốn con chó nè bạn, gâu gâu nè, trời đất ơi, hàng gì SCP-953 sợ. Đúng rồi, các bạn có thấy tổ chức SCP ngày xưa độc ác không, cho cô ta ở trong phòng với chó. Rồi, phòng có ai đây? Ôi, những người này quen quen vậy. SCP-321 nè bạn, cô gái khổng lồ nè bạn. Vậy là mình đã đến thời kỳ của SCP-321 rồi à. Shit, tôi đang bí mật hồi sinh lại con gái của tôi. Còn đừng kể cho ai nhé. Ok, tôi sẽ không kể cho ai đâu. Bằng mọi giá, con tôi phải sống, tôi thương nó lắm. Sao, cậu muốn giúp tôi à? Được thôi, cậu mở hòm ra đi, có những thứ tôi cần. Mở hòm ra, đây là danh sách à. Còn đây có vẻ như là vợ của ông ta thì phải. Chồng tôi có ý định hồi sinh lại đứa con gái, tôi không biết là có nên tin vào điều đó không nữa, hy vọng là sẽ thành công. Ok, bây giờ mà xem. Mang SCP-590 đến đây để sử dụng được cậu ta. Ok, SCP-950 hả? Hồi nãy mình thấy ở ngoài này nè. Trong tài liệu SCP cô gái khổng lồ bạn có kể về SCP này nè bạn. Đây rồi, bây giờ để xem. Ý tôi nào? Cậu ta cần bánh sô-cô-la. Mà không biết năng lực của SCP-950 là cái gì nữa. Có lẽ là mình sẽ nghiên cứu sau. Bây giờ là mình sẽ kiếm sô-cô-la. Hình như mình nghĩ là phòng của ngài ta quay lệnh có cái tủ lạnh đó bạn, mình nghĩ là có đó. Để có gì đây? Đây một ít lá thuốc tôi lén trồng cạnh tổ chức, một cái thùng nước quý để tôi để nhà kho. Ok, mình hiểu rồi. Một cái lá thuốc và một cái nước quý mình sẽ để cho ông ta. Để xem. Bây giờ là mình sẽ vào phòng của ngài tổng mây lệnh để lấy cái xanh chocolate. Ok, cho tôi mượn một hỏi chocolate nha. Đây rồi, cái nước quý rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái thuốc quý nữa bạn. Cái thuốc thần y đây. La la la. Ok, có rồi. Rồi, đến rồi. Rồi đây, tiến sĩ đây. Đây, đây là thuốc của ông và nước của ông. Đó, và SCP đây nè. SCP-950 ở đây nè. Anh ta đã đến giúp anh rồi đó. Tôi thành thật là cảm ơn cậu này nhé. Mặc dù tôi không biết cậu là ai, có lẽ là cậu người từ phương xa đến, nhưng mà tôi thành thật cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ có cậu là tôi nhanh chóng giúp trong việc hồi sinh lại con gái tôi. Một lần nữa, cảm ơn cậu rất là nhiều. Không có gì đâu. Thì tôi mong ngài cứu con bé thành công nhé. Mà tôi spoil cho ngài một chút nhé, là con bé sẽ sống khỏe mạnh sau này đấy. Ngài yên tâm nha. Sao cậu biết thế? Không có gì đâu. Ngài cứ hồi sinh con bé đi. Ok, tôi về đây. Bye bye. Ngày xưa khá là đơn độc bạn thấy không? Xài những cái thứ rất là ngày xưa luôn. Nhưng mà mình rất là... Chỉ có cái đề là mình không thích ông tổng mới lệnh lắm bạn. Ông có vẻ như là độc tài rồi chánh chuệ này nọ. Thì có lẽ là tương lai á, mong ngài Bonwin sẽ lên thành công đúng không? Đó, ông ta sẽ là một tổng mệnh lệnh tốt của chúng ta. Rồi, trở về tương lai thôi. Về nào. Sập chưa? Rồi, chúng ta đã trở về tương lai rồi. Vậy là xong rồi bạn ơi, mình đã xong công việc hoàn tất quá trình về tương lai rồi. Về quá khứ rồi, nói chung quá khứ các bạn. Tuy nó không bằng bây giờ nhưng mà cũng rất là mộc mạc thôi, mình cũng biết một chút về quá khứ đó, chú Zulu và ông Zoku rồi bạn, khá là hay đúng không? Thì chuyến hành trình trở về quá khứ này đây là hết. Thì chúc các bạn có một tuần vui vẻ và tuần sau có kỳ thi với bạn. Mình chúc các bạn thi thành công và được nhiều điểm cao nha. Thì ok, nếu mà thích cái series này của mình nên để một like, một share, đồng thời lại comment ở dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Myrax SCP ngoại truyện lần sau nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.